Kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang theo dõi bản tin bất động sản của công ty cổ phần tập đoàn Mayland. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Hà Nội đề xuất xây nhà ở xã hội theo dọc đường vành đai 4. Đề xuất hỗ trợ lãi suất cho người mua nhà thương mại để tạo thanh khoản cho thị trường. Doanh số bán nhà đang chờ xử lý của Mỹ tăng trở lại. Thưa quý vị, giai đoạn 2021-2025, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đặt mục tiêu phát triển mới 1,215 triệu m2 sàn nhà ở xã hội. Hiện trên địa bàn thành phố đang triển khai khoảng 50 dự án với tổng diện tích sàn nhà ở khoảng 3,23 triệu m2. Trong đó thành phố sẽ tập trung hoàn thành 22 dự án trong giai đoạn 2021-2025 với khoảng 1,215 triệu m2 sàn nhà ở, đồng thời tiếp tục triển khai 28 dự án với khoảng 2,015 triệu m2 sàn nhà ở dự kiến hoàn thành giai đoạn sau năm 2025. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ khẩn trương hoàn thiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư để đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với hai khu nhà ở xã hội và triển khai lập quy hoạch chi tiết đối với ba khu nhà ở xã hội. Đáng chú ý, thành phố nghiên cứu đề xuất các khu nhà ở xã hội độc lập dọc theo đường Vành Đai 4 và các vị trí khác trên địa bàn. Trên cơ sở quy hoạch chi tiết được duyệt, thành phố giao Ủy ban Nhân dân cấp huyện nghiên cứu lập trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án làm cơ sở lựa chọn chủ đầu tư. Theo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, hiện thành phố đang triển khai xây dựng 219 dự án về nhà ở khu đô thị, trong đó có 140 dự án nhà ở thương mại khu đô thị, tương ứng gần 41,5 triệu m2 sàn nhà ở, 221.507 căn hộ, 48 dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, tương ứng gần 2,9 triệu m2 sàn nhà ở, 3.900 căn hộ. 21 dự án nhà ở tái định cư với khoảng 817.700 m2 sàn nhà ở, 10.232 căn hộ và 10 dự án cải tạo xây dựng lại nhà chung cư. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, chính sách tín dụng siết chặt, giá nguyên vật liệu tăng cao đã đẩy giá thành sản phẩm bất động sản tăng theo, giá tăng trên 10%. Bên cạnh đó, một số vướng mắc về thủ tục đầu tư khiến các chủ đầu tư dự án, nhà đầu tư gặp khó khăn trong việc tham gia thị trường. Nguồn cung bất động sản thông qua các dự án nhà ở trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022 có sự sụt giảm rõ rệt, giảm khoảng 24% số lượng căn hộ và giảm khoảng 56% diện tích sàn xây dựng. Thời điểm tháng 6 năm 2022, khi Quốc hội thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô, bất động sản nhiều quận huyện ở những khu vực gần tuyến đường thu hút giới đầu tư. Với chiều dài 112,8 km và tổng mức đầu tư gần 86.000 tỷ đồng, chia làm 7 dự án thành phần, tuyến đường vành đai 4 chạy qua địa bàn của các tỉnh thành phố là Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh. Tại Hà Nội, cơn sốt đất nền của 2 năm trước đó đã đẩy mặt bằng giá đất ở khu vực gần đường vành đai 4 lên cao cộng với chính sách kiểm soát tín dụng vào năm kế tiếp 2022, khiến bất động sản gần tuyến đường này không được sốt về giá bán, nhưng cũng không rơi vào cảnh lao dốc như nhiều thị trường đất nền ven đô khác mà có xu hướng đi ngang trong suốt năm qua. Thế nhưng thực tế đi ngang đó không còn được duy trì đến thời điểm sau Tết Nguyên đán 2023. Sự trầm lắng kéo dài của thị trường bất động sản đã khiến nhiều chủ đất đang sở hữu bất động sản gần với tuyến đường vành đai 4 buộc phải giảm giá bán. Thưa quý vị, một số chuyên gia đề xuất bên cạnh gói hỗ trợ lãi suất ưu đãi cho người vay mua nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nhà ở cho người thu nhập thấp, cần mở rộng thêm đối tượng mua nhà ở bình dân trung cấp. Khẳng định gói vay 110.000 tỷ đồng và 120.000 tỷ đồng là tín hiệu tốt cho thị trường. song giới chuyên gia cho rằng, phạm vi đối tượng hướng đến chỉ tập trung vào nhóm khách hàng mua nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nhà ở thu nhập thấp. Thực tế nhu cầu của người dân về nhà ở thương mại trên thị trường rất lớn. Đây là lý do mà giới chuyên gia đề xuất nên có gói hỗ trợ lãi suất cho người mua nhà thương mại. Theo chuyên gia kinh tế Đinh Thế Hiển, gói hỗ trợ cho nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nhà ở thu nhập thấp là điều hoàn toàn cần thiết và gói hỗ trợ này thực tế đã được đề xuất từ nhiều năm trước. Đặt trong bối cảnh hiện tại, ông Hiển khẳng định gói hỗ trợ 110.000 tỷ đồng và 120.000 tỷ đồng có tác động tốt đến thị trường, nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế của thị trường. Ông Hiền lý giải, nguồn cung nhà ở xã hội tại thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh rất ít. Như vậy, gói tín dụng mà Bộ Xây dựng hay Ngân hàng Nhà nước đề xuất sẽ khó đi vào triển khai thực tế trong bối cảnh mà các dự án nhà ở xã hội còn tắc. Mặt khác, ở Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh, nguồn cung nhà ở bình dân trung cấp nhiều và nhu cầu của người dân hướng tới dòng sản phẩm này lớn. Ngoài ra loại hình căn hộ này còn có thể tăng giá theo thời gian, trong khi đó nhà ở xã hội khó đem lại giá trị gia tăng tương đương. Một lý do khác mà ông Hiển chỉ ra, đó là các doanh nghiệp bất động sản cũng tập trung phát triển nhà ở trung cấp để giải quyết thanh khoản thị trường, hỗ trợ người dân có nhà. Ông Hiển đề xuất nên có gói lãi suất tốt dành cho người mua nhà ở trung cấp. Người mua nhà ở xã hội hưởng lãi suất thấp hơn, còn người mua nhà ở trung cấp sẽ hưởng mức lãi suất có thể cao hơn. Trong quan điểm này, nhiều chuyên gia cho rằng hiện nay gói vay 110.000 tỷ đồng cho người dân vay mua nhà ở xã hội, nhà ở công nhân với lãi suất ưu đãi dự kiến từ 4,8 đến 5% một năm. Tuy nhiên thực tế thì các dự án nhà ở xã hội lại quá ít. Điển hình như thị trường Hà Nội, tìm mỏi mắt thì thấy được một dự án nhà ở xã hội tại Trung Văn đang dục dịch banh nha. Thị trường cũng không ghi nhận thêm nguồn cung nhà ở xã hội. Theo chuyên gia gói vay 110.000 tỷ đồng, trong đó 55.000 tỷ dành cho chủ đầu tư vay, 55.000 tỷ dành cho người dân mua. Phải được triển khai sớm, nhanh, rút ngắn thủ tục phê duyệt cả dự án và thủ tục mua nhà thì mới mang lại hiệu quả cao. Nhu cầu của thị trường tại Hà Nội chủ yếu tập trung vào loại hình nhà ở thương mại bình dân, trung cấp. Thế nên các nhà phân tích đề xuất gói hỗ trợ cho người mua nhà thương mại, như gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng trước đó cũng từng mở rộng cho người dân mua nhà thương mại với giá trị căn hộ dưới 1 tỷ đồng. Gói hỗ trợ này đã giúp nhiều người dân có nhà, chủ đầu tư cũng bán được hàng. Thanh khoản thị trường tốt đã kéo theo cả thị trường bất động sản phát triển. Việc mở rộng đối tượng hưởng lãi suất ưu đãi vay mua nhà chính là đã tháo gỡ khó khăn nhiều cho doanh nghiệp. Mặt khác, việc gỡ vướng mắc cho một đến hai phân khúc đáp ứng nhu cầu ở thực sẽ tạo ra cú hích, thay đổi toàn bộ hệ thống, giải quyết được tình trạng ảm đạm của thị trường bất động sản sẽ có điều kiện để phục hồi ổn định trở lại. Hiệp hội Bất động sản quốc gia Mỹ, NA, cho biết doanh số bán nhà dựa trên số lượng hợp đồng đang chờ xử lý của tổ chức này đã tăng 8,1% trong tháng 1, mức tăng cao nhất kể từ tháng 6 năm 2020. Số lượng hợp đồng mua nhà hàng tháng tăng tháng thứ hai liên tiếp có thể sẽ giúp doanh số bán nhà hiện tại của Mỹ tăng hoặc trở lại hoặc sụt giảm nhẹ sau khi ghi nhận mức giảm tháng thứ 12 liên tiếp vào tháng riêng. So với cùng kỳ năm ngoái, doanh số bán nhà đang chờ xử lý của Mỹ đã giảm 24,1% trong tháng 1. Nhà kinh tế trưởng của Na dự báo hoạt động kinh doanh nhà ở của Mỹ có thể sẽ chạm đáy trong quý 1 trước khi có những cải thiện sau đó. Thị trường nhà ở của Mỹ đang bị ảnh hưởng bởi chính sách tiền tệ thắt chặt của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed khi đầu tư vào nhà ở đã suy giảm trong 7 quý liên tiếp, khoảng thời gian suy giảm dài nhất kể từ năm 2009. Trước đó, số liệu được chính phủ công bố ngày 24 tháng 2 cho thấy doanh số bán nhà mới của Mỹ đã tăng lên mức cao nhất trong vòng 10 tháng vào tháng riêng. Tuy nhiên, lãi suất thế chấp tăng trở lại trong khi chi tiêu tiêu dùng mạnh mẽ và dữ liệu thị trường lao động cũng như chỉ số lạm phát hàng tháng duy trì ở mức cao đang làm gia tăng lo ngại về việc Fed tiếp tục tăng lãi suất vào mùa hè. Theo số liệu của tổ chức cho vay thế chấp Freddie Mac ở Mỹ, lãi suất thế chấp cố định kỳ hạn 30 năm đã tăng lên mức trung bình 6,5% vào tuần trước, mức cao nhất trong vòng 3 tháng. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin bất động sản ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!